Hôm nay là mình trên tay cái bộ thiết bị tiết kiệm năng lượng theo như quảng cáo ở trên eBay. Công suất ở đây là không biết là toàn tiếng Nga không. Công suất là theo quảng cáo là 18.000W, dành cho điện từ 90 đến 220V, cường độ dòng điện tần số là khoảng 50 từ 50 đến 60 Hz. Và cái phần còn lại tiếng Nga, có đóng dấu hợp chuẩn của châu Âu. Khá là đơn giản thế này, cái ruột bên trong là cũng chẳng có cái gì cả ngoài một hai cái đèn led và một cái cục gì đang thui lùi. Bây giờ là cái bảng đồng hồ đo công suất hiện tại, và công suất hiện tại cho đây nhân tiện giới thiệu đây là cái hệ thống điện năng lượng mặt trời, và bây giờ nhà mình đang xài hiện đồng điện năng lượng mặt trời. Công suất hiện tại là mở đang ở ngoài nắng, thông cảm. Công suất là 60, khoảng 60 10 61W, cường độ dòng điện là 0,37A. Và hiện tại mình không có lắp cái bộ tiết kiệm điện vào. Bây giờ mình sẽ bắt bộ tiết kiệm này lắp vào một cái không cường độ dòng điện thay vì giảm nó tăng lên 0,51A. Công suất là 60 61,6 đến 7W. Bây giờ chờ một xíu đó nó sẽ vẫn ổn định ở mức đó. Và bây giờ mình sẽ rút ra. Tại rút ngay khi sau khi rút cái bộ tiết kiệm điện này ra thì không lắp vào hệ thống điện nữa, thì có cường độ dòng là trở lại về lại như cũ là 0,37A với công suất là 61W. Giờ sẽ lắp lại trở lại nhé, lắp trở lại. Cường độ dòng điện tăng là 0,51A, nó tăng lên khoảng 0,2A, và công suất cũng tăng lên một chút xíu. Còn vì đây là điện 231V cho nên cái cường độ dòng tăng xíu như vậy thôi, thì công suất tăng tương ứng. Giờ ta sẽ rút ra lại. Đấy, ngay lập tức là còn cường độ dòng điện giảm, công suất này cũng giảm chút xíu, nó còn khoảng 61, 60, 61. Mình đã lắp lại lại, lắp lại lại là công suất sẽ lên là 61,8,9, tức là tăng khoảng 0, gần 0,1A. Cường độ dòng điện cũng tăng chút xíu. Như vậy qua thử nghiệm thực tế thì có thể là cái thiết bị được quảng cáo là tiết kiệm điện này không hề giúp tiết kiệm điện mà nó sẽ tiêu thụ thêm điện của chúng ta. Đó là do mình đang sử dụng đồng hồ điện tử. Còn đối với các cái hệ thống sử dụng đồng hồ cơ, đồng hồ quay giống như của bên điện lực thì mình không có rõ là nó như thế nào. Mà thực tế thì nó không hề, đối với cái hệ thống điện tử này thì mình đoán là chắc nó cũng giống như cái thiết bị của đồng hồ của điện tử của điện lực ấy, thì nó cũng không hề có cái khả năng giúp các bạn ăn cắp điện từ điện lực đâu. Cho nên ở đây là hết.